Tập 9. Con sắp làm cha người ta rồi, phải có dáng của người làm cha. Như vậy, đối với con, đối với Huệ Nương, đối với con của hai đứa, hay đối với Minh Tâm đều tốt. Con biết rồi cha. Cha yên tâm đi. Bà nội, tiểu thư, xin nén đau thương. Người chết không thể sống lại, người sống phải cố gắng sống tiếp. Nguyên quá, chuyện sắc thuốc để thiếp làm cho. Để ta làm. Chàng xem chàng mệt kìa. Được rồi, nằm về trước, nghỉ ngơi một lát đi. Không sao. Hay là ta giúp chàng? Không cần đâu, nằm về trước đi. Sư đệ, sư huynh, sao huynh đến đây? Sao chào hỏi gì vậy? Ngày nào cũng gặp, chào hỏi làm gì? Sư phụ bảo ta đến nói với đệ. Hôm nay đông người, bảo ta đến y quán giúp đỡ. Ta đang sắc thuốc an thai cho Huệ Nương. Có cần vậy không? Nhiều sư đệ như vậy. Hơn nữa, Huệ Nương đâu phải bị ốm. Thuốc an thai thì sai sót gì được? Sư huynh nói đúng. Mấy hôm nay không chữa bệnh, trong lòng thấy bức rứt lắm. Được rồi, ở đây giao cho ta đi. Đệ đi mau đi. Sư phụ sắp giận rồi. Được, vậy đa tạ sư huynh. Yên tâm đi. Tiểu thư uống thuốc đi. Minh Tâm, bà nội đã đi rồi. Con còn bệnh hại sức khỏe, bảo cha làm thế nào? Con không sao. Con còn nói không sao. Con đừng cứng đầu nữa. Thế này đi, cha gọi Ngô Thành đến khám cho con. Uống thuốc đi. Nào. Cha làm sao vậy? Cha không sao. Uống thuốc đi. Tiểu thư, nào. Không ngờ tay chàng khéo thật. Vậy à? Đẹp quá. Chàng nghĩ đứa con sau này của chúng ta sẽ thích sâu óc chó mà chàng làm, hay là mũ đậu hổ mà ta làm? Ta nghĩ nó thích gì không quan trọng. Quan trọng những thứ này đều chuẩn bị cho nó. Bảo bối, con xem, cha mẹ chuẩn bị nhiều đồ cho con như vậy. Đợi con ra đời, con chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Tiểu thư, sức khỏe của tiểu thư không có gì đáng ngại. Nhưng có một câu ta cảm thấy vẫn nên nói.
Có những người, có những chuyện nên quên thì quên đi. Tự cô ở đây chịu khổ. Có lẽ người khác đã sống cuộc sống yên bình rồi. Thế nào, có gì đáng ngại không? Bệnh của tiểu thư là do tâm trạng u uất gây ra. Uống thuốc có thể điều dưỡng. Sau khi ta về, sẽ phái người đưa thuốc đến. Huyện lệnh đại nhân, cáo từ. Cáo từ. Ngô đại phu. Đại nhân, gần đây ngực của ta cứ đau nhói, cũng không biết là bệnh gì. Hôm nay còn ho ra máu nữa. Thực ra hôm nay ta thấy sắc mặt đại nhân không tốt. Hay là để ta bắt mạch giúp đại nhân nhé. Nào. Nguyên Quá, không còn sớm nữa, mau ngủ đi. Nào, để tự ta làm. Chàng thấy là... Chàng làm như vậy? Nàng ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất. Dưới đất lạnh hay là... Nghe lời ta. Chúng ta thành thân rồi. Nếu ta không ngủ ở đây, cha ta sẽ lo lắng. Nàng không muốn cha lo lắng phải không? Nào, nào, Huệ nương tỷ. Đi xem tiếp đi. Quệ nương, Quệ nương, muội có sao không? Ta... Ngu nhị.
Ở đây này, còn chưa đâm đấy. Không được cười. Có đúng không? Con người ăn lương thực ngũ cốc, ai mà không bị ốm chứ? Từ nhỏ tới lớn, có ai chưa bị đâm mấy mũi chứ? Cười gì mà cười? Ngươi cười gì mà cười? Qua đại phu, ngài làm tiếp được rồi. Ta đâm xong rồi. Ơ kìa, thế mà đâm xong rồi à? Không cảm thấy đau chút nào. Cao thủ, đúng là cao thủ. Thuật châm cứu của Qua đại phu thật là xứng danh đệ nhất quận tiêu. Đó gọi là dững, chuẩn, độc, nhẹ, nhanh. Quả nhiên cao siêu. Ngươi nhị, ta nói ngươi biết, ngươi đúng là có phước, có thể hưởng thụ châm cứu thuốc mê mà ta phát minh. Thế nào, có đau nữa không? Qua đại phu, với đôi tay tuyệt thế của ngài đã chữa khỏi rất nhiều bệnh nhân phải không? Chứ sao lại thành thục như vậy? Không có. Ngươi là người đầu tiên đấy. Ngài... ngài làm sao thế hả? Bệnh nhân đầu tiên của ngài, ngài đem ta ra thử chăm mà. Im miệng. Nào, ngươi nhìn đi. Ta nói ngươi biết, tuy ngươi là người đầu tiên, nhưng mà châm cứu thuốc mê này đã thử vô số lần trên cánh tay ta rồi. Đúng là đại phu tốt. Ngưu mổ thật sự khâm phục. Tinh thần hy sinh này của ngài thật sự vô cùng khâm phục. Đại nhân, tiểu nhân bất tài, không ngờ càng chữa càng nghiêm trọng. Vậy quận tiêu, còn ai chữa được bệnh của ta? Sư phụ, sư phụ ta có thể thử xem sao. Vậy mời sư phụ của ngươi đến. Dân. Xong rồi. Đúng là tốt thật. Qua đại phu, không biết tiền khám bao nhiêu? Nào, một thỏi bạc. Hả? Bao nhiêu? Một thỏi? Không phải chứ. Qua đại phu, khi nãy ta thấy tên nghèo trước đó, tiền khám của hắn chỉ là một túi táo đỏ thôi mà. Tiền khám của ta đại diện cho giá trị của ngươi. Nếu ngươi cảm thấy giá trị của ngươi chỉ đáng một túi táo đỏ thôi, vậy được. Nào, ta tặng cho ngươi. Không, không được cười. Cười gì mà cười? Nói ngươi biết, ngu nhị gia không thiếu bạc. Cha. Minh Tâm. Minh Xin. Cha. Điều. Sư phụ. Cha. Điều. Sao cha bệnh ra như vậy? Cũng không nói cho con biết một tiếng. Cha không sao, đừng căng thẳng quá. Sư phụ, phương thuốc của con có đúng không? Mỗi vị thuốc đều đúng bệnh. Tại sao uống bao nhiêu ngày cũng không chuyển biến tốt? Ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Bệnh của Huyện lệnh đại nhân chủ yếu do trong ngực tích tụ máu, cản trở khí huyết lưu thông. Phương thuốc của con tuy đúng bệnh, nhưng mà máu bầm không thể ra ngoài, bệnh này khó chữa khỏi hẳn. Vậy mau giúp cha ta loại bỏ máu bầm trong ngực đi. Đây chính là điểm khó nhất của bệnh này. Sao vậy? Chẳng lẽ vô phương cứu chữa sao? Minh Tâm tiểu thư khoan nóng vội, đợi ta quay về tra lại y thư, có lẽ sẽ có cách hóa giải. Ngô Thành, con tạm thời ở lại thay sư phụ chăm sóc Huyện lệnh. Ta đi sẽ về ngay. Hãy
cha. Đại thúc, xin dừng bước. Thúc khó khăn lắm mới xếp hàng đến lượt mình. Tại sao vội vàng bỏ đi vậy? Ta chả không nổi một thỏi bạc. Chuyện tiền bạc à? Nào, dễ thôi. Nào, mời thúc qua đây. Nào, ngồi xuống trước. Đại thúc, ta nói thúc nghe. Thúc đừng hiểu lầm. Khi nãy lúc ngư nhị khám bệnh, hắn nổi tiếng là kẻ bủn xỉn, cho nên ta phải để hắn bỏ chút tiền ra. Thúc đừng lo lắng chuyện tiền bạc. Nào, đưa tay qua đây. Nếu không phải con ta hưởng ứng kháng động, người bị tàn tật, không thể trồng trọt, nhà ta cũng không tới mức. Chẳng lẽ tiền cứu trợ không thể giúp thúc vượt qua khó khăn sao? Tiền. Tiền cứu trợ ngay từ chiến tranh kết thúc đã không thấy đâu. Chỉ cần hỏi đến tiền cứu trợ thì bác bọn ta đợi mãi. Đánh trận xong rồi phải đợi đến năm nào tháng nào chứ? Bán cá đây, cá tươi ngon đây. Qua đại phu, ngài đi đâu vậy? Lý đại thúc, bố uống rượu lại, đừng đánh vợ mình nữa. Được được, bán cá đây. Thím Trương, giống thuốc đó. Được. Qua tiên sinh, ngài làm gì vậy? Đi ngồi tù, ta đi ngồi tù với ngài. Qua tiên sinh, ta đi với ngài. Cha, lão gia, lão gia, sư phụ, nghĩ cách cứu Nguyên Quá đi. Sao vậy? Chàng ấy tự trói mình vào ngục. Cái gì? Tự trói mình vào ngục? Ta đúng là kiếp trước tạo nghiệp, lại gặp tên đòi nợ này. Cha đừng nói dỗi nữa, mau nghĩ cách nữa. Chàng ấy nói rồi, lần này giúp thương binh đòi lại tiền cứu trợ, đã chuẩn bị tâm lý đại náo huyện nha, đắc tội huyện lệnh rồi. Sở dĩ tự trói mình vào ngục chính là để tỏ rõ quyết tâm. Nhưng ngộ nhỡ trách làm huyện lệnh, không phải sẽ ngồi tù thật sao? Cứu thế nào? Cái mặt già này của ta đã nhiều lần cầu xin huyện lệnh rồi. Ta thực sự không mở miệng được. Thế này, các con đến trước cửa huyện nha cầu xin đi. Nếu thực sự cứu được, cũng xem như tạo hóa của nó. Nếu cứu không được, chỉ có thể nói nó đáng đời. Vậy được, nếu đã như vậy, con đưa cả nhà cùng đi. Càng đông người càng tốt, đi nào. Khoan đã. Huệ nương, con đang mang thai, sao có thể chạy lung tung được? Xem như kiếp trước ta nợ nó đi. Con ở lại, ta đưa họ đi. Đi thôi. Vâng. Quyền lệnh đại nhân, đừng vội ngồi dậy, yên tâm tịnh dưỡng. Gõ mạnh vào. Gõ cho cả quận tiêu đều nghe thấy. Gõ gì hả, muốn chết à? Qua đà, ngươi có quan tình gì? Thiếu nợ không trả, không thể sống tiếp. 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 Qua đà, ngươi muốn kiện kẻ nào? Huyện lệnh, huyện lệnh, ngươi canh ở đây đi. Không thể sống tiếp. Thiếu nợ không trả, không thể sống tiếp. Đại nhân, đại nhân, có người kêu quan. Ta nghe thấy rồi. Kẻ nào kêu quan? Qua đà. Hắn kiện ai? Nói mau. Kiện huyện lệnh đại nhân. Cái gì? Kiện cha ta. Kiện chuyện gì? Kiện huyện lệnh đại nhân tham tiền cứu trợ. Hắn khốn kiếp. Đại nhân, để ấy chỉ làm càn thôi. Ta đuổi đấy đi. Đi mau đi. Cha, thiếu nợ không trả, không thể sống tiếp. Thiếu nợ không trả, không thể sống tiếp. Nguyên Quá, sao để đến nghi sự rồi? Đi nhanh đi.
Ta không đi đâu. Các huynh ăn no mặc ấm rồi. Huynh nhìn những thương binh đó đi. Họ đánh trận vì mục tiêu. Không chỉ lưu lạc ngoài phố hơn nữa, còn không ai lo. Không thấy tiền cứu trợ, ta sẽ không đi đâu. Để làm gì vậy? Tiền cứu trợ gì chứ? Lo cho bản thân đầy được rồi. Đi mau đi mau. Không phát tiền cứu trợ, ta thà ngồi tù. Ta phải chống đối huyện lệnh đại nhân tới cùng. Nguyên quá, thiếu nợ không trả, không thể sống tiếp. Qua đà, huyện lệnh đại nhân cho mời. Thiếu nợ không trả, không thể sống tiếp. Thiếu nợ không trả, không thể sống tiếp. Ở đây cả à? Nguyên quá. Để lại giở trò gì vậy? Ta không giở trò. Ta không phải đùa đâu. Ta nghe nói huyện lệnh đại nhân tham mô tiền cứu trợ của thương binh, cố tình giúp họ đòi lại công đạo. Nếu ta trách nhầm huyện lệnh đại nhân, ta cam tâm chịu phạt. Nếu điều ta nghe được là sự thật, ta chắc chắn phải đòi lại tiền cứu trợ. Nếu không, ta không đi đâu cả. Để... Qua đà, người nói câu này có bằng chứng gì? Hồ Bán Tiên, đại nhân, không phải bảo ngươi dựa theo mức độ thương tật của tướng sĩ xác nhận năng lượng cứu trợ cho họ rồi sao? Đại nhân, tiểu nhân đã làm ổn thỏa. Ngân lượng đã được phòng sổ sách ghi ra. Nghe thấy chưa? Tất nhiên nghe thấy rồi. Nhưng người già và thương binh bên ngoài, họ không nhận một đồng nào cả. Không lẽ ngươi không tin à? Nếu sự thật có chuyện này, cũng phải để ta từ từ điều tra. Từ từ điều tra? Từ từ điều tra thế nào? Đợi ngài từ từ điều tra rõ ràng. Họ đã đói chết mất rồi. Qua đà, hài cốt bà nội ta chưa lạnh, ngươi chạy đến gây sự. Ngươi tưởng có một Tào Tháo chống lưng cho ngươi, người khác thì phải sợ ngươi không? Đúng vậy. Nguyên quá, ta nói để biết. Ở đây không có chỗ chỉ để săn bậy. Ngươi nhận lỗi đi. Nhận lỗi cũng được. Nhưng mà ai nhận lỗi với người già và thương binh kia? Có những người tham ô tiền cứu trợ, phát tài lúc đất nước gặp nạn, vậy nên nhận lỗi với ai đây? Qua đà, ngươi đừng tưởng người có công cứu thành thì có thể hất mặt lên trời. Cha. Đại nhân. Đại nhân, ta thấy ngài bệnh không hề nhẹ. Ta mới thấy đệ không bệnh nhẹ đấy. Để mau đi đi, ngài bệnh thực sự không nhẹ. Ngài khí huyết không thông, mấy hôm nay tức ngực, hô hấp khó khăn phải không? Qua đà, chỉ là vấn đề tiền cứu trợ thôi. Ngươi không cần rù ta. Đại nhân, ngài cũng coi thường ta quá rồi. Cho dù ngài chức to cỡ nào, chỉ cần ngài tham tiền cứu trợ, ta nhất định sẽ đòi lại. Nhưng nói đi phải nói lại, cho dù ngài có tham ô hay không, chỉ cần ngài bị bệnh, ta nhất định phải cứu chữa. Hồ Bán Thiên, coi thường ta à? Tất nhiên ta có cách rồi. Mới yên phận mấy ngày, lại muốn gây sự với sư phụ phải không? Đi mau. Nguyên lệnh đại nhân, đi 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 đi, mau đi, đừng kéo ta, cẩn thận ngã đấy. Nguyên quá, ta nói đệ biết, đệ dẫn những người này lập tức đi ngay cho ta. Nếu không, ta sẽ bắt họ vào đại lao hết. Đại sư huynh, bắt vào đại lao phải không? Mọi người nghe thấy chưa? Ta nói mọi người nghe, trong đại lao có đồ ăn đồ uống. Mọi người muốn đi không? Muốn, bọn ta muốn. Muốn, bọn ta muốn. Nguyên quá, đệ muốn tạo phản à? Sư phụ, kéo tên nghịch tử và thương binh này đi hết đi. Mau đứng lên đi. Đừng kéo ta, mau đứng lên. Mau, kéo họ đi đi. Sư phụ, người xem Nguyên quá đi. Tên nghịch tử này con mới ngưng được vài ngày, lại bắt đầu dở chứng rồi. Trói mình thành như vậy làm gì? Không biết xấu hổ. Cha, bọn họ chỉ ngồi yên thôi, đâu có đến chỗ công đường. Ngồi yên gì chứ? Cha yên tâm không xảy ra chuyện gì đâu. Sư đệ, nhưng sự việc chưa nghiêm trọng, chúng ta về nhà đi. Đệ đừng chọc giận sư phụ nữa. Phải, con về nhà có đồ ăn đồ uống. Vậy họ làm thế nào? Chẳng lẽ con đưa họ về nhà hết sao? Phải, bọn ta không đi, bọn ta không đi. Bọn ta muốn tiền cứu trợ. Sao đệ cố chấp gì chứ? Bọn ta muốn tiền cứu trợ. Nghịch tử. Qua đà, mấy hôm nay ngươi năm lần bảy lượt vu oan cha ta, chỉ do ông ấy không cho ta và ngươi gặp nhau. Ngươi âm hận trong lòng chứ gì? Nàng nghĩ qua đà ta là người như thế sao? Đòi lại tiền trợ cấp chính là để có lời giải thích cho họ. Ngươi luôn miệng nói cha ta tham ô tiền cứu trợ, ngươi có chứng cứ xác thực gì? Họ chính là chứng cứ xác thực. Những người đó ta nhìn thấy, nhưng làm sao chứng minh cha ta tham ô quân hưởng chứ?
họ đánh trận xong bị thương, bây giờ không lấy được một đồng. Xảy ra chuyện như thế, bọn họ không tìm Nguyễn Lệnh đại nhân thì tìm ai? Đúng đúng, tìm Nguyễn Lệnh đại nhân, tìm Nguyễn Lệnh đại nhân, nhất định phải đưa tiền hỗ trợ. Các vị, gần đây cha ta mắc bệnh nặng, không thể thẩm phán vụ án này. Các vị hương thân phụ lão vì muốn bảo vệ Quận Tiêu bị thương tàn tật, nhưng nguyên nhân vẫn chưa tra rõ. Nhưng minh tâm ta cũng không nhẫn tâm nhìn mọi người vì chuyện tiền trợ cấp không một đồng trên người. Hỷ Liên, mang tất cả tiền tài chia cho mọi người đi. Qua Đà, lần này ngươi hài lòng rồi chứ? Số ngân lượng này đều được của hồi môn của tiểu thư ta. Nguyện lệnh phu nhân qua đời sớm, để lại trang sức hồi môn cho tiểu thư nhà ta. Thời gian trước quân Động tấn công thành, tiểu thư không nhẫn tâm nhìn thấy cô nhi quá phụ của các tướng sĩ đã hy sinh, không nơi nương tựa, cố tình lệnh ta đem bán trang sức, giống chỉ định tiếp tế cứu tế. Hôm nay đúng lúc gặp chuyện này nên lấy ra dùng trước. Hôm nay mọi người đến đòi tiền trợ cấp, ta tin cha ta nhất định không phải kẻ tham ô quân hưởng. Còn về chuyện này rốt cuộc do ai làm, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Không chỉ vì cha ta, cũng là vì mọi người. Bắt công một số người lợi dụng chuyện này gây nên sóng gió, ngậm máu phun người. Mọi người yên tâm, khoa nói chuyện cứu trợ, ta thân là con gái huyện lệnh, nhất định sẽ không nhìn mọi người chịu đói. Hôm nay ta quyên góp toàn bộ gia tài, mỗi người đều có phần, chia cho mọi người đi. Dân, thật không vậy? Có thật không? Có thật không vậy? Khoan đã, các huynh đệ lại muốn làm gì? Ta cho rằng không thể lấy số tiền này. Đây là của hồi môn của Minh Tâm tiểu thư, ta cảm thấy chuyện nào ra chuyện đó. Chúng ta có thể nhận tấm lòng của Minh Tâm tiểu thư. Mục đích của chúng ta là đòi lại tiền trợ cấp. Nếu tiền này không phải là tiền trợ cấp, chúng ta sẽ không lấy. Phải, bọn ta muốn tiền trợ cấp. Bọn ta muốn tiền trợ cấp. Hay cho qua đàn ngươi, đây cũng ngươi đúng, kia cũng ngươi đúng. Ta biết ngươi cố ý đến gây sự mà. Sai là sai, đúng là đúng. Nếu Nguyễn Lệnh đại nhân tham ô tiền trợ cấp, chúng ta nhất định phải kiện thắng ông ta. Phải kiện thắng ông ta. Ngươi đúng là không biết tốt xấu. Ngươi lại giở trò gì nữa? Ngươi... Đại nhân, cha, đại nhân, cha, lão gia, lão gia. Cái tên nghịch tử này. Đại nhân, cha, cha. Qua Đà, cha. Cha, cuối cùng cha cũng tỉnh rồi. Vị thuốc này của ta tuy cố sống được Nguyện Lệnh đại nhân, nhưng nếu không loại máu ra ngoài, e là bệnh này sẽ ngày càng nặng. Đứng lại, cho ta vào trong, cho ta vào. Nguyên Quá, bỏ ra đi. Đã lúc nào rồi để còn gây sự? Không muốn sống nữa à? Ta đến khám bệnh cho Nguyện Lệnh. Ngươi đừng ở đây giả làm người tốt. Minh Tâm tiểu thư, nếu Nguyên Quá đã đến thì để nó thử đi. Tiểu thư, bớt nóng đi.
Huệ nương tỷ, Huệ nương tỷ, Huệ nương tỷ, Huệ nương tỷ, tỷ sao vậy? Huệ nương tỷ, mau, mau đi tìm người. Tìm nguyên quá. Dân, mau lên. Nguyên quá, để bắt mạch rồi sao không nói bệnh? Ông trời muốn để tham quan chết, qua đà ta cũng hết cách. Người có ý gì? Ai là tham quan? Không có ý gì. Nàng bảo ta nói phải không? Vậy ta sẽ nói. Nguyễn lệnh đại nhân, ngài tham ô đồi bại, không biết kiểm điểm cuộc sống. Ngài nhìn bề ngoài thì thanh quan, thực ra ngài là kẻ cặn bã quan trường. Ngài giao dép của cải, tiểu thư chắc xén lương thực, qua đàm mới cấm miệng. Ngài tham ô tiền trợ cấp, ngài cởi đồ ra là cầm thú, mặc đồ vào là mặc người giả thú. Ngài đi chết đi. Sư phụ, phán ngài phanh thay trăm mảnh. Cấm miệng, ngài đi chết đi. Cái tên nghịch tử, ngươi đi cho ta. Nôn đi, nôn đi, nôn đi, nôn đi. Ngươi làm gì vậy? Ngươi làm gì vậy? Cha, 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 người hại chết bà nội ta, bây giờ lại hại chết cha ta. Kiếp trước ta nợ ngươi phải không? Minh Tâm, nàng đừng kích động như vậy, nàng nghe ta nói. Minh Tâm, cha nàng giả chết thôi, lát nữa ông ấy sẽ tỉnh lại. Thiếu gia, thiếu gia, đại nhân, không hay rồi. Huệ nương, Huệ nương làm sao? Bị trượt ngã, chảy máu rất nhiều. Làm gì vậy? Huệ nương xuất huyết nhiều, ta nhất định phải về ngay, không được đi. Người nói cha ta giả chết mà, cha ta chưa tỉnh, ngươi cũng không được đi. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Minh Tâm, cha nàng tỉnh rồi. Ta đi được rồi chứ? Đi, được. Cha, cha, đỡ hơn rồi. Khi nãy làm con giật cả mình. Không sao. Huệ nương, Huệ nương, Huệ nương, Huệ nương, không sao rồi, có ta đây. Nào, nào, không sao đâu. Huệ nương, không sao đâu. Huệ nương, nguyên quá. Huệ nương, ta về rồi. Nguyên quá, ta sẽ cứu nàng. Xin lỗi, ta không thể giúp chàng mang thuốc vào. Huệ nương, nàng đừng ngốc nữa. Bây giờ còn lo thuốc gì nữa chứ? Đừng nói nữa. Lạnh, lạnh quá, lạnh quá. Nguyên quá,
ta rất muốn chàng ôm ta. Huệ Nương, ta muốn nằm mãi trong vòng tay của chàng. Huệ Nương, xin lỗi, ta không thể chăm sóc chàng nữa rồi. Ta cũng không thể hạ sinh con cho Hoa Gia rồi. Xin lỗi. Nàng đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Ta biết trong lòng chàng luôn có người khác, nhưng ta không trách chàng. Ta không được rồi. Ta chỉ muốn chàng hứa với ta một chuyện, được không? Được, nàng nói đi. Chàng gọi ta một tiếng vợ được không? Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi. Huệ Nương, Huệ Nương, Nguyên Quá, Huệ Nương thế nào rồi? Nguyên Quá, con nói câu gì đi? Ngô Thành, Huệ Nương thế nào rồi? Vợ ơi, vợ ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ? Ông trời ơi, sao lại ra nông nỗi này? Được rồi, được rồi. Con gái, cha đỡ hơn rồi, không sao nữa. Minh Tâm, sao nữa vậy? Cha, con có hơi lo lắng cho Huệ Nương. Không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi. Cứ yên tâm đi, có Hoa Đà và Ngô Thành, không sao đâu. Khi đó cha hôn mê bất tỉnh, trong lòng con rối bời, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn giữ Hoa Đà lại để cứu sống cha. Nào, cha hiểu. Đổi lại là ai cũng sẽ làm như vậy. Nhưng bây giờ bình tĩnh lại, nghĩ thôi cũng thấy sợ. Ngộ nhỡ Huệ Nương có mệnh hệ gì, con yên tâm, không có chuyện gì đâu.
Đại nhân, đại nhân, qua đà đến gây sự rồi. Sao hắn đến nữa? Chuyện gì? Vợ hắn sảy thai, mất máu quá nhiều mà chết. Cái gì? Sao lại như vậy? Hắn ôm thi thể đứng ở ngoài cửa, nói nếu không tại tiểu thư giam giữ làm chậm trễ, vợ hắn sẽ không chết. Sao lại như vậy chứ? Sao Huệ Nương lại chết? Ta giam giữ làm chậm trễ,